Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp khởi tiền cầu, con đang nghe thấy chư trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 674, kinh Chứng Khế Đại Thừa. Hán dịch Đời Đường, Tăng Tạng Pháp Sư, Địa Bà Ha La, Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Bạt Già Phạm đang ở trong vườn cây rộng lớn bên ao nước trong mát trên đỉnh núi Đại Ma La Gia, là chỗ của các vị thần linh trì chú và phi nhân chứng quả, tiên thông thần tượng vô thượng, cùng với đại tỳ kheo 1.250 người đầy đủ, thuộc là các đại thanh văn đã làm xong, nghĩa là vượt qua tất cả các địa vị duy na phàm phu. Những vị tên đó là trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như, A Thuyết Thị Đa, Đại Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, đều là những bậc thượng thủ. Cùng với các đại Bồ Tát có thể đều là bậc chứng quả. Các Bồ Tát chứng Đà La Ni, Tam Muội, hiền tiền tự tại vô ngại thuộc vào địa vị của tất cả Bồ Tát. Những vị đó tên là Thánh giả, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Đại Tuệ, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Kiến Tuệ, Bồ Tát Tịch Tuệ, Bồ Tát Vô Tận Tuệ, Bồ Tát Vô Biên Tuệ, Bồ Tát Hải Tuệ, Bồ Tát An Tuệ, Bồ Tát Vô Cấu Tuệ, Bồ Tát Trí Tuệ. Những đại Bồ Tát như thế đều là bậc đứng đầu, được thọ ký ở trong thế giới chứng thành chánh đẳng giác, và chuyển bánh xe chánh pháp, và các vị trời rồng dạ xoa càn tắc bà atula kalau la khẩn na la ma hầu la già tiên thông quỷ thần vô số hình tướng, vô số y phục, vô số mũ đẹp, cầm vô số binh đao, vô số cờ hiệu, đều đến trong hội nghe pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn diễn nói pháp vi diệu, đầu giữa sau đều thiện, nghĩa lý rõ ràng. Đại chúng đông như biển vây quanh chiêm ngưỡng cúng dường, duy nhất khai mở giảng nói phạm hạnh thâm tịnh đầy đủ trọn vẹn. Lúc ấy ở đại thành Lăng Già có La Sát Vương tên Tỳ Tỳ Sản làm chủ thành kia. Khi đó Tỳ Tỳ Sản nghe có Đức Phật Thế Tôn đang ở trên núi Malaya, nơi các bậc đại tiên trú ngụ, và đang trong vườn cây lớn bên ao nước trong là chỗ dạo chơi của các vị tiên phi nhân tu hành chứng quả, cùng với đại chúng tỳ kheo 1.250 vị và các đại Bồ Tát với các chư thiên đều đến trong hội lớn vi quanh nghe giảng nói pháp vi diệu cho đến khai mở hiển bày phạm hạnh thanh tịnh. Lúc đó chủ tỳ tỳ sản suy nghĩ rằng tiếng Phật khó được nghe như hoa ưu đàm, huống chi là gặp được Phật ở cõi ở đời lãnh thọ nghe chánh pháp, như rùa mù trong biển gặp được bọng cái nổi, thật là rất khó. Đức Phật khó được gặp, các pháp khó được nghe, nay được nghe pháp hiệu đạo, gặp Đức Phật Thế Tôn, đạt được đại bồ đề và giác ngộ chúng sinh, rất khó gặp được, rất khó gặp được. Tại bấy lâu nay rất khó gặp được, vậy phải mau chóng chuẩn bị đem vô số ngọc báu, chuỗi anh lạc, vô lượng dòng hoa, hương đốt, hương xoa, hương bột, y phục, lồng lụa, phướng, cờ hiệu, các thứ kèn trống nhạc và các kỹ nữ, cùng những thuộc hạ đến chỗ Phật cúng dường để thưởng hỏi chánh pháp. Thật là chẳng uổng một đời, là báo thân này được lợi ích lớn. Bây giờ Tỳ Tỳ Sản bảo các thuộc hạ, các ngươi mau đem nhiều của báu như vàng, bạc, mani, trân châu, lưu ly, sa hô, mã não, xích châu, ngọc kha, sâu, chuỗi ngọc, hương hoa thượng hạng, cho đến các loại kèn, trống, nhạc, và các kỹ nữ, múa hát, đến cúng dường, mau chuẩn bị cùng ta đem đến chỗ của Đức Như Lai, Pháp Chủ, bậc tôn kính tối thượng của tam giới, với đầy đủ trí tuệ, tri kiến, phước báo vô lượng và mà thân cận cúng dường. Vì sao? Vì Đức Phật ra đời rất khó gặp, như hoa ưu đàm đúng thời hiện một lần, và ruộng phước kia trong giây lát hiếm có. Tiếng của Tam Bảo Thế Gian khó được nghe nên không thể bỏ lỡ. Chủ thì sản bảo bằng bài kệ: khi Phật hiện ra đời, khoảnh khắc khó gặp được, trải 5.000 ức kiếp, hiếm khi gặp được Phật, đạo sư rất khó gặp, giống như hoa ưu đàm do biên cõi chúng sinh lưu chuyển trong sáu não, chịu khổ cực địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ, sống ở trong tám đàn, xa rời các Như Lai, ánh sáng thánh ra đời, lợi ích các chúng sinh, mặt trời trí tuệ lớn chiếu sáng diệt tối tâm, hôm nay cùng đến có cùng sửa soạn cúng dường Maha Na Già Tôn, đạo sư các thế gian, thầy dẫn đường trời người, cúng dường được quả lớn.
Khi ấy tỳ thị sáng nói kệ rồi, như thần lực của Phật. Cho nên ức na và tha trăm ngàn ánh sáng từ chỗ Đức Phật phát ra, bay lên giữa hư không, dưới vào đài thần lắng dài, cho đến tỳ thị sáng và các thuộc hạ. Tỳ thị sáng gặp được ánh sáng này hết sức vui mừng, và trong vầng sáng nhị màu bao phủ ấy tự phát ra bài kệ diễn pháp vi diệu sâu xa. Các pháp vốn lặng, tánh không vô ngã, tất cả chúng sinh đều không thể được, không đầu không giữa cũng không sau cùng, giả dối không thật, như giấc chiêm bao, như mây như chớp, sóng nắng bọt nước, như vòng lửa tròn, như nước tụ bọt. Nhân duyên sanh pháp đều không tự tánh, các pháp hữu vi thể đều như thế. Vô minh khác ái là gốc sinh tử, chiêm nghiệm tu tập không vô minh ái, tất cả các pháp xa lìa nói năng, thật tánh thanh tịnh cũng như hư không. Tiếng kệ phát ra trong ánh sáng vừa dứt, chùa đại thành lăng già thì tỳ sản liền đạt được pháp nhẫn vô ngã thâm sâu. Các bộ chúng thuộc hạ kia đạt được nhẫn, và có người phát tâm bồ đề, và có người đạt được toàn nhẫn, và có người kiến đế, tức là chứng ngộ chân lý. Chủ thì tỳ sản đã đối với Phật Pháp Tăng tâm đã đạt được tính tâm vô ngại, lại suy nghĩ ta phải tinh nhẫn vững chắc để chứng được quả Phật, liền nói kệ. Rồi người Atula đạt vô thượng tối thắng, chủ phạm các thiên chúng không thấy chẳng hay biết. Nay ta ở thế gian đạt được pháp như vậy, trí của nhất thiết trí chắc chắn không còn nghi. Sợ ở thế giới này thành Phật độ chúng sinh, và biên vô số ức khai bày pháp Phật tịnh, vô lậu bát giải chi, đạo chân chánh vô thượng, hiện bày trí vô biên, đủ 32 tướng, thành Phật chứng bồ đề, dùng thân này trang nghiêm, khiến cho khắp chúng sinh tu hành nghiệp thanh tịnh, vượt khỏi dùng sinh tử, diệt trừ các sợ hãi, giữ gìn đức giới hạnh, cơ bất làm lợi ích, thân như mặt trăng sáng, diệt trần phá sinh tử, giữ đức sẽ thành Phật, thể hiện trong ba cõi. Lúc đó tỳ tỳ sản nói kệ này rồi, liền đạt được tâm bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, và đem theo vô lượng các vật đặc biệt diệu kỳ do tâm mong muốn, mỗi mỗi hiển hiện vô số vòng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, cờ vướng, mani, các thứ lụa báu, màn che, chuỗi hạt trân châu, trang nghiêm đầy đủ, kèn trống, các thứ âm nhạc, ca hát, tiếng hay, vừa lòng đầy khắp hư không, đều đến cúng dường khen ngợi công đức trang nghiêm sắc tướng của Phật, cùng các thuộc hạ từ giữa không trung bước xuống giống như ngọn chúa đến trước chỗ Phật, đến bên Phật quỳ gối xuống đất đảnh lễ chân Phật trăm lạy, quanh bên Phật ngàn vòng. Chủ thì tỳ sản ở trước Phật cúi mình xuống đất như cây lớn ngã, thưa rằng: Nam mô Nam mô vô biên diệu đức trang nghiêm thân tối tôn, tôn tối thượng 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 trượng phu, trượng phu sư tử tam giới tối thắng, bà già bà đê Thích Ca Mâu Ni Như Lai A La Hán tam hiệu tam Phật Đà. Nói xong đứng dậy chắp tay nhất tâm ca tụng công đức của Phật. Vô biên vô lượng kiếp góp tu hành thanh tịnh, làm những hạnh khó làm, khó được nhân bồ đề, ăn uống áo xe cộ, chuỗi ngọc vàng bảy báu, ban cho người cầu sinh vô lượng trăm ngàn ức, bỏ cả nước thành ấp, người thân và thuộc hạ, phước thắng vô giàu mạnh, tích chứa nhiều của báu, chỉ dũng đều song toàn, cứ vớt không nghĩ bàn, trong ngàn vạn ức kiếp luôn làm không bỏ dở. Lúc xưa làm vương tử tên gọi Tu Đạt Nô, ở trong rừng khổ hạnh bỏ vợ và nam nữ, xưa gặp cọp con đói từ bi bỏ thân mình, vì cứu chim bồ câu cho thịt mình không tiếc, thấy bà la môn mù sinh mắt liền móc cho, chưa từng sinh khổ não, tâm cũng không hối hận. Thấy người đến cầu sinh cung kính vương bố thí, vì tu nhân bồ đề bỏ đầu do người sinh, đêm dài giữ gìn giới không nhơ không thiếu sót, thánh hạnh thuần trong sạch, không còn các tạp xấu, và giết mạng chúng sinh không trộm vật người khác, phạm hạnh luôn thanh tịnh, không luyến tiếc đắc đắm nhiễm, miệng không nói giả dối, không uống các loại rượu, bình đẳng xem chúng sinh cùng với ta không khác, nghe nói không làm theo dèm pha phá người khác, không phát ra lời ác, nói theo dệt vô nghĩa, thường làm thiện hữu ích, ngăn trừ các tổn hại đối với các chúng sinh, không khởi tâm vọng tức, thường đoạn dứt tà kiến, chuyên giữ đức chánh thiện đối với Phật Pháp Tăng, chí thành tu cúng dường, xưa xả bỏ ngũ dục, xuất gia xa ái nhiễm, giữ giới Phật thanh tịnh, ba la đề mật xoa, xưa thực hành đức nhẫn,
Bên tháng nhận khổ đau, đánh đập giận mắng chửi, ác độc khổ đều nhận. Tâm chưa từng hối hận, cũng chẳng sinh ác tâm. Đối với các chúng sinh, không tổn thương hiềm khách, mắt từ xem chúng sinh, khắp đều như con cả. Để thoát khổ độc lớn, vô lượng trăm ngàn ức, trong đời đời kiếp kiếp, luôn tu hành nhẫn lớn. Xưa là tiên đại nhẫn, tu đạo diễn pháp màu. Vương phi cùng cung nữ, hoan hỷ lại nghe pháp. Vua tức ghen đại nhẫn, tâm an vui nhẫn nhục. Bậc thánh tu vận tiến, ức kiếp chẳng nghĩ màng. Tâm tà vậy yếu đuối, thường ngang không để khởi. Chỉ lớn luôn siêng năng, kha ngộ Phật Bồ Đề. Lại lấy đạo Bồ Đề, soi sáng khắp tất cả. Xưa làm hạnh khó làm, siêng năng không biến nhát. Cúng dường và tôn trọng, vô lượng các Như Lai, cho đến vì chúng sinh. Mà ở nơi sinh tử, thuận theo làm tôi tớ, biết bao phương tiện chẩn, vô lượng trăm ngàn kiếp, siêng năng tu khổ hạnh, tích góp tu pháp Phật, mong chứng ngôi vô thượng. Thuở xưa tu thiền định, tịch tỉnh điều phục tâm, tứ thiền và ngũ thông, vô sắc đều đẹp đến. Suy nghĩ về tâm muội, vô lậu định tròn đầy. Khi xưa tu bát nhã, đầy độ trí vô lậu, biết rõ pháp tánh không, huyền hư giả dối hoặc. Không có ta chúng sinh, thọ mạng và nuôi dưỡng, sống là nhân nghiệp chuyển, phiền não liên tục trói. Có dục thường bất tịnh, bốn phiền não nhiễm đầy. Có chúng sinh thanh tịnh, mới biết gốc phiền não, được thanh tịnh chân thật. Thấy chúng sinh kiếp trước, thế giới nhẫn tấn định, trí tuệ đều vượt qua. Vì nghĩa gì khai mở, phương tiện và trí độ, phước, thù thắng vô biên, thẳng đến ngôi chánh giác. Xuyên tu thân khẩu ý, chứng quả Phật chân thật, con nay cúi đầu lại, bậc cha lớn thế gian, con nguyện ở đời sau sẽ thành Phật chánh giác. Khế chủ thì tài sản dùng kể các phẩm Đức Phật xong, đem vô lượng vô số phòng hoa đẹp nhất, hương đốt hương xoa hương bột y phục cầu hiệu lòng vướng kèn trống. Các thứ âm nhạc ca hát khen tụng, cùng thuộc hạ một lòng chí thành cung kính như pháp cúng dường Phật và các chúng thanh phẩm Bồ Tát. Lúc đó thì tài sản bạch, bạch Thế Tôn, con có vài điều muốn thưa Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, nguyện thương xót chấp nhận cho. Phật bảo tỳ tỳ sản, ông cứ hỏi thì theo ý của ông, ta sẽ giải thích nói rõ. Chủ tỳ tỳ sản được Phật cho phép, tức liền thưa, bạch Thế Tôn, ý nghĩa chúng sinh như thế nào? Phật bảo chủ lắng nghe, chúng sinh là do các tánh tưởng hòa hợp, đó là đất, nước, lửa, gió, không, thức, danh sắc, giới, nhập, duyên khởi và nhân nghiệp quả hợp hội đối đãi nhau mà sinh ra, như cỏ lau mọc trên đất, hoặc chấp ngã, hoặc chấp chúng sinh, con người, người nuôi dưỡng, người trường phu, hoặc gọi phố già la, hoặc xưng ma đa bà, hoặc gọi trí, hoặc là nhìn thấy, hoặc là tạo tác thọ nhận suy nghĩ. Này chủ lăng già nên biết, chúng sinh đều tưởng như vậy. Tỳ tỳ sáng lại bạch, kính bạch Thế Tôn, những chúng sinh ấy lấy gì làm nguồn gốc, an trụ chỗ nào, lưu chuyển ra sao? Đức Phật dạy tất cả chúng sinh lấy vô minh làm gốc, an trụ vào ái, lưu chuyển theo nghiệp. Tỳ tỳ sản thưa, và Thế Tôn, nghiệp có mấy loại? Đức Phật nói, này chủ lăng già, có ba loại nghiệp và ba loại tướng của nghiệp. Thế nào là ba nghiệp? Đó là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thế nào là ba tướng của nghiệp? Đó là tướng thiện, tướng bất thiện và tướng thiện bất thiện. Tỳ sản thưa, các bạch Thế Tôn, vì sao chúng sinh chết rồi lại thọ sinh? Khi bỏ thân này lại thọ thân mới như thế nào? Đức Phật nói, này chủ lăng già, thân của chúng sinh đã chết rồi, nhưng thần thức theo gió nghiệp lưu chuyển, thọ nhận quả do nghiệp thiện bất thiện, thiện bất thiện đã tạo tác. Và theo như những nghiệp thiện đó dẫn đến nhận lấy của báo thân, hoặc thọ nhận sinh, hoặc thọ thai sinh, hoặc thọ thấp sinh, hoặc thọ hóa sinh, đều là theo gió nghiệp vận hành một cách tất nhiên. Tỳ tỳ sản thưa, kính bạch Thế Tôn, chúng sinh chết rồi thọ thân trung ấm, khi chưa thọ thân mới thì trụ ở đâu? Đức Phật nói, này chủ lăng già, ý đó thế nào? Như hạt giống nảy mầm thì hạt giống gì trước mầm sinh ra sau? Vì mầm sinh ra trước hạt giống, diệt sau. Hạt giống diệt thì phải trải qua thời gian lâu mầm mới sinh ra. Thì tỳ sản thưa, bà Thế Tôn, không phải hạt giống diệt trước
rồi mầm mới sinh sau, không phải mầm sinh trước, rồi hạt giống mới diệt sau, sinh diệt đồng lúc, không trước không sau. Đức Phật nói này chủ lăng già, không phải thân cũ sau, khi thức diệt rồi thì thân mới mới bắt đầu thức sinh ra, và không phải thân mới mới bắt đầu thức sinh, rồi thì thân cũ sau đó mới thức diệt, sinh diệt cùng lúc, không có trước không có sau. Này chủ lăng già, như nói di trùng bò đi đâu đến chỗ nào thì toàn thân theo đến đó, không di chuyển một phần trước dễ gì mà đi. Như vậy không có thức ghé vào thân thì toàn cả thức đều thuộc vào đó, một khi đã nương ghé thì không xa lìa cho đến chết mới rời bỏ. Tề Tỳ Sản thưa, nếu như vậy thì có thân đủ ấm không? Đức Phật đáp, này chủ lăng già, như chúng sinh thuộc noãn sinh, tức là sinh ra từ trấn, bỏ thân đương ghé vào noãn do gió nghiệp lực kết tụ lại ở trong trấn mà không biết. Đến lúc trấn thành thục thì thức mới phân biệt. Vì nghiệp pháp như thế, vì nghiệp lực nên chúng sinh thuộc noãn sinh khi trấn chưa đến lúc thành thục không nhận biết gì được. Là như vua Chuyển Luân và con của vua Chuyển Luân, do bởi phước nghiệp nên lúc thọ thân không bị thai uế làm ô nhiễm, không bị thai uế lẫn lộn. Bởi không nhiễm hai thai uế nên phần nhiều là hóa sinh, hoặc như thai sinh liền có phôi thai không nhiễm thai uế, đến lúc thành thục rồi thì tách phôi mà ra. Này chủ lăng già, nên hiểu thân độ ấm là thế. Tỳ Tỳ Sản thưa Bạch Thế Tôn, thân thức mức độ ra sao, có hình sắc gì? Phật nói, này chủ lăng già, thức không có hạn lượng, không sắc không hình, không thể hiện hiện, không ngăn ngại, không tương tự, không an trụ, không hình dạng. Tỳ Tỳ Sản thưa Bạch Thế Tôn, thể của thức không hạn lượng, không sắc không hình, không thể hiện hiện, không ngăn ngại, không tương tự, không an trụ, không hình dạng, thì há không phải đoạn dứt tướng ư? Phật nói, không phải. Này chủ lăng già, nay ta lấy ví dụ để khai mở tâm ngươi, khiến cho ngươi tỏ ngộ. Như ngươi đang ở trong cung điện của mình, có thể nữ bộ thuộc hầu hạ vây quanh, giường nằm trải đủ các thứ ưa thích, vô số thứ đẹp dùng để trang điểm nơi thân. Lúc đó không nghĩ trong vườn cây lớn ra các thứ hoa đẹp phát ra, hoặc theo gió nhẹ nhàng thổi, hoặc gió mạnh nổi lên, không nghĩ hương thơm từ cây bay vào trong cung điện. Này chủ lăng già, ý đó thế nào? Gió thơm ấy có thể người biết không? Từ đây sáng thương Bạch Thế Tôn có thể phân biệt biết rõ. Này chủ lăng già, cũng có thể phân biệt biết hương thơm của hoa gì không? Bạch Thế Tôn có thể phân biệt biết. Này chủ lăng già, nhờ ngửi nó có thể biết, nhưng có thể thấy thể của hương thơm có hạn lượng hình sắc không? Từ đây sáng thưa Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì thể của hương không có sắc hiện hiện, không thể nắm giữ, không có tương tự giống, không hình dạng, không an trụ, lẽ nào thấy được hạn lượng hình sắc ấy? Này chủ lăng già, ý đó thế nào? Đâu phải vì ngươi không thể thấy hương thơm có hạn lượng hình sắc mà cho là đoạn giết tướng. Tỳ Tỳ Sản thưa Bạch Thế Tôn, không thể. Nếu đã đoạn giết tướng thì đâu có thể người biết. Đúng vậy, đúng vậy. Này chủ lăng già, nếu thể của thức chấm dứt, tức không có tướng sinh tử rõ ràng. Này chủ lăng già, nên biết thể của thức rất thanh tịnh vi diệu, nhưng bị nhiễm bởi khách trần ô nhiễm, như bị vô minh che lấp, khao khát ái dục nhiễm dần thành nghiệp. Ví như hư không vốn trong sạch diện màu, nhưng bị vẫn đục bởi khói mây bụi bặm sương mù bốn thứ. Này chủ lăng già, thể của thức thanh tịnh không sắc, không hạn lượng, không nắm giữ, không gì ngăn được. Khách trần diễm uế cũng như vậy. Vì sao? Vì thật trí quán sát hoàn toàn, không có chúng sinh, không sinh mạng, không sinh ra, không có trượng phu,
không có phù già la, không nhận biết, không tưởng, không thọ, không làm, không nghe, cho đến nó không có sắc thọ tưởng hành. Này chủ lăng già, thật trí quán sát rõ ràng, không có đủ đắc, tự tánh các pháp đều hòa hợp sinh ra, không có tánh khác. Này chủ lăng già, nên tu tập như thế, tức là tức thần chúng sinh chân thật vi diệu, chứ hướng theo cõi sinh tử rỗng không. Thế nào là chúng sinh chân thật? Đó là sớm chứng đắc đại trí. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ: Bị nghiệp dắt lưu chuyển, chưa đạt tám thánh đạo, thoát nghiệp được vô lậu, làm lợi ích cho đời. Bây giờ tỳ thị xã là bạch, kính bạch Thế Tôn, cảnh giới của chúng sinh vô lượng vô biên như cát trong sông Hằng, để được vượt qua ba cõi rộng lớn như biển ấy, hoặc dùng thanh văn thừa vượt qua, hoặc dùng độc giác thừa vượt qua, chứng đắc đại trí vô thượng thành bậc đẳng chánh giác, không có bờ mé, không có tận cùng, vô lượng vô số, tương lai cũng vậy, dùng ba thừa để vượt qua, sớm chứng đắc niết bàn. Số ấy vô lượng vô biên như cát trong sông Hằng, mà cảnh giới của chúng sinh không tăng không giảm. Bà Thế Tôn, con thấy việc này không biết chỗ nào bỏ nghiệp. Phật nói: Này chủ lăng già, chớ bỏ nghiệp vì sao? Vì cảnh giới của chúng sinh không có bắt đầu, không có kết thúc. Cảnh giới hư không và pháp giới cũng như vậy. Này chủ lăng già, nên biết cảnh giới của chúng sinh không thể nói năng, không thể nói tăng, không thể nói giảm. Ba cõi rộng lớn như biển, chúng sinh trong số đó đã vượt qua, đang vượt qua cũng nhiều vô số, mà cảnh giới của chúng sinh không tăng không giảm, như cõi hư không chẳng tăng chẳng giảm, không có đầu giữa và cuối, mà cõi hư không biến khắp tất cả, không chướng ngại, không tổn sức, không tạo tác, không phân biệt. Như vậy chủ lăng già, cảnh giới chúng sinh hoặc đầu hoặc giữa hoặc cuối đều không thể chứng đắc, hoặc chứng đắc pháp thánh thì cảnh giới của chúng sinh hoàn toàn không giảm hết, nhưng được vượt qua vì sai về cảnh giới chúng sinh pháp vốn như thế, không có khởi đầu, không có kết thúc. Từ tỳ sản thưa Bát Thế Tôn, biển sinh tử như thế nào? Đức Phật đáp: Này chủ lăng già, biển sinh tử giống như biển lớn. Từ tỳ sản thưa: Giáo pháp Phật dạy như thế nào? Đức Phật nói: Giáo pháp của chư Phật phải biết như chiếc thuyền. Lại hỏi: Xuất gia làm tỳ kheo đầy đủ pháp như thế nào? Đức Phật đáp: Tỳ kheo đầy đủ pháp như thương nhân đi thuyền. Lại hỏi: Đại sư dạy giới giữ gìn không thiếu sót như thế nào? Đức Phật đáp: Mến pháp, trì pháp, tri túc, giữ giới, tuân thủ nghiêm mật lời đại sư dạy không thiếu sót. Ví như phải sửa sang thuyền cho chắc chắn, không chuẩn bị mọi thứ đầy đủ thì tự nhiên mới có thể vượt qua biển lớn. Lại hỏi: Thế nào là thiện tri thức? Phật đáp: Thiện tri thức như người thuyền trưởng đều lái con thuyền kia. Hỏi: Năng lực của tám thánh đạo như thế nào? Phật đáp: Tám thánh đạo như sức gió của chánh tín đưa con thuyền đi nhanh. Hỏi: Thế nào là thiền định đạt đến tam muội tam bát đề? Đáp: Như thuyền đến được bạc đảo cho bóng. Hỏi: Thế nào là bảy bồ đề phần? Đáp: Bảy bồ đề phần như bảy loại báu vật. Hỏi: Được bảy bồ đề phần chứng đắc đại thừa như thế nào? Đáp: Như người buôn kia lấy được bảy bốn vật, tự ý sử dụng trở nên giàu có. Này chủ lăng già, được bảy bồ đề phần chứng đắc đại thừa, tu hành an ổn thành Phật vô thượng cũng hiểu như thế. Lành thay, được xuất gia ở trong giáo pháp của Như Lai. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ: Những cõi khổ tối tâm trói buộc nơi chúng sinh, của mình và mọi người, dứt các khổ buộc kia, xuất gia theo pháp Phật, như con thật Như Lai, mang sứ mạng của ta cứu đời nên tu tập. Bây giờ thì bị sáng mặt, Bà Thế Tôn đã có chúng sinh xuất gia theo Phật thọ giới, không trì giới tốt, hủy phạm giới cấm, hoặc xuất gia không tu phạm hạnh, giữ giới thiếu sót, bỏ tu hoàn tục. Những người ngu này nên hiểu như thế nào? Đức Phật đáp: Như người đi buôn nương vào thuyền vỡ, nước trôi mà chết. Này chủ lăng già, hạ người ngu kia xuất gia tu theo giáo pháp của ta, thọ giới mà không trì giới tốt, hủy phạm rất nhiều, ác phải luân hồi trong ác đạo. Phải hiểu như thế.
Và theo tôi, nếu có người phá giới không tu phạm hạnh mà tại bề ngoài như là phạm hạnh thanh tịnh hoặc phá giới bỏ tu hoàn tục, những hàng người này sau khi bỏ thân có sanh vào cõi thiện không? Ví dụ như thế nào? Đức Phật nói này chủ lăng già, ví như thương nhân trên biển lớn, thuyền vỡ bị đắm, gặp được mảnh ván vỡ, hoặc thay người chết, hoặc ráng sức nương theo dòng nước xuôi đi, hoặc tấm ván vỡ nhờ sức gió đưa đến đảo, được thay chết vì ở biển không giữ xác chết nên cứ thế trôi đi mà sống. Nhờ chú tâm ráng sức nương theo dòng nước khiến cảm động thần biển tiếp sức vào bờ, còn nuôi hy vọng ở trong pháp của ta xuất gia phá giới hoặc phá giới hoàn tục, nhưng vẫn một lòng trong sạch tin Phật chỉ thành sám hối, hoặc thẳng thắn gột rửa trong sạch tâm ý, hoặc tuy phạm giới nhân tâm vẫn thường muốn ban vui cứu khổ chúng sinh, hoặc thọ giới lại rồi tự giữ gìn. Đây chủ lăng già, vì những nhân duyên này nên ở trong pháp của ta xuất gia phá giới hoặc bỏ giới hoàn tục cũng được sinh trong cõi thiện. Khi Đức Thế Tôn nói kệ: muôn ức kiếp nhiều đời, thích tập bao nhiêu tội, sám hối tự thọ giới, tội hết không còn tăng. Tỳ tỳ sản bạch: bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp trợ bồ đề? Đức Phật nói này chủ lăng già, có 37 pháp trợ bồ đề, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cơ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác quan, tam thánh đạo, gọi là 37 pháp trợ bồ đề. Tỳ tỳ sản thưa: bạch Thế Tôn, có mấy cửa giải thoát? Đức Phật đáp: có ba cửa giải thoát, đó là cửa không, vô tướng, vô nguyện. Tỳ tỳ sản thưa: tu tập được thành tựu như thế nào? Đức Phật đáp: tu tập được thành tựu có ba, đó là tu lìa nhiễm, tu diệt trừ, tu niết bàn độ. Tỳ tỳ sản thưa: có mấy pháp đối trị? Đức Phật đáp: tóm được có ba pháp. Ngồi nhiều tham dục dùng pháp quán bất tịnh đối trị, ngồi nhiều giận dữ dùng pháp quán từ bi đối trị, người nhiều ngu si dùng pháp quán duyên khởi đối trị. Tỳ tỳ sản thưa: có mấy cách tu thiện? Đức Phật đáp: có bốn, đó là ngũ ấm thiện, tu lục giới thiện, tu thập nhị thiện, tu phương tiện thiện. Tỳ tỳ sản thưa: phải quán sát như thế nào? Đức Phật đáp: này chủ lăng già, phải quán sát tường tận lý duyên khởi, nhân quả và tứ diệu đế. Bây giờ tỳ tỳ sản những pháp ba vòng dùng cho bó hoa thơm tung lên tán thán, rồi quỳ gối chắp tay hướng về Đức Phật vui mừng khôn xiết như chưa từng có dùng kệ hỏi rằng: Bồ Tát hành hạnh gì, dũng mãnh lợi thế gian, giới thí giới định nhẫn tấn, phát bồ đề vô thượng, cầu chánh trí vô lậu, dẫn dắt các chúng sinh ruộng tối thắng không nhờ, thành Phật báu trang nghiêm. Nói kệ rồi Đức Phật bảo tỳ tỳ sản: lành thay này chủ lăng già, người hỏi Như Lai về ý nghĩa này, hãy lắng nghe ghi nhớ kỹ, ta sẽ giải nói cho ông. Này chủ lăng già, Bồ Tát thường luôn tu hành 6 pháp ba la mật đối với tất cả chúng sinh, tâm không quản ngại. Này chủ lăng già, Bồ Tát thực hành như vậy chớ để lui giảm, đừng nhiễm pháp đời, là tinh tấn tu hành pháp tối thắng của Phật, thành tựu vô biên chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, chứ đắc đại trí vô chướng ngại Phật. Tỳ tỳ sản bạch: bạch Thế Tôn, con nay tu hành như thế nào để chứng được quả vô thượng bồ đề? Đức Phật nói này chủ lăng già, phải bỏ sự kiêu mạn, lỗi xấu, không ghen ghét, không keo kiệt, thực hành bốn phạm hạnh, suy nghĩ làm lợi ích tất cả chúng sinh, không sát sinh, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, không trộm cắp, không hai lỗi, không ác khẩu, không nói lời không, thích hợp thường tu hành tâm bồ đề, tâm sáu ba la mật, tâm lợi ích chúng sinh, tập thịt tỉnh thanh tịnh, quan sát các thứ lo sợ của các cõi, đối tác chúng sinh khổ não lên ba cõi. Này chủ lăng già, hôm nay ngươi muốn cầu quả vị Phật nên hiểu như thế. Nói là quả vị Phật chỉ là ngôn từ mượn đặt ra thôi. Vì sao này chủ lăng già? Vì thể của Phật là vô thể, thể của Phật không nguồn gốc, thể của Phật không trụ, thể của Phật thanh tịnh, thể của Phật không trần cấu, thể của Phật vô ngã, thể của Phật không chấp thủ, thể của Phật không hình, thể của Phật không tướng, thể của Phật không nhập vào, thể của Phật không xuất ra, thể của Phật không mệt mỏi, thể của Phật không có chi phần, thể của Phật không chấp trước, thể của Phật không đắm nhiễm, thể của Phật không hạn lượng, thể của Phật không có sở duyên, thể của Phật không có tạp nhơ, thể của Phật vượt qua các nhập, thể của Phật xa lìa tất cả phân biệt,
vọng tưởng, tính toán. Thể của Phật siêu việt các cõi, thể của Phật khó nhập, thể của Phật khó biết, thể của Phật thâm sâu, thể của Phật không có tên, thể của Phật không có sắc, thể của Phật vốn vắng lặng, thể của Phật vi diệu không có uế, thể của Phật vô thượng, thể của Phật không thể ví dụ, thể của Phật không thể thủ đắc, thể của Phật không thể đoạn dứt, thể của Phật không thể phá hoại, thể của Phật không thể phân biệt, thể của Phật không thể suy nghĩ, thể của Phật không có tự tánh, thể của Phật không có xứ sở, thể của Phật không có thể hiện, thể của Phật không ngăn ngại, thể của Phật không tương tự trợ, thể của Phật không phải đứt đoạn, thể của Phật không phải thường còn, thể của Phật như hư không, thể của Phật không mọi thứ, thể của Phật không thể nói. Này chỗ lăng già, thể của Phật là như thế, người muốn cầu thành Phật phải bằng tâm không cầu, mà cầu quả vị Phật. Vì sao? Vì trong vì không thể dùng tánh tưởng mà chứng đắc vô thượng Bồ đề, không thể dùng ngã tưởng, chúng sinh tưởng, mạng tưởng và các tưởng như sinh ra, nuôi dưỡng, trường phô, phố, già la, tạm tác, thọ nhận, hiểu biết, nhìn thấy, suy nghĩ mà chứng đắc vô thượng, chánh đắc, chánh giác, không khởi tưởng hữu vi, không khởi pháp chấp, không khởi các chấp về ấm giới, cho đến không khởi chấp về Phật Bồ Tát, mới có thể chứng đắc vô thượng, chánh đắc, chánh giác. Vì sao? Này tội chủ lăng già, vì Bồ đề không thể chấp duyên, không thể chấp tánh, không thể chấp thường, chấp đoạn mà chứng đắc được. Vì sao? Này chủ lăng già, vì tất bằng tất cả pháp ấy, pháp về sau phải bị hủy hoại. Thì sáng thưa Bạch Thế Tôn, các pháp hữu vi như thế nào? Đức Phật đáp: Này chủ lăng già, các pháp hữu vi như huyễn, như mộng, như sóng nắng, như trăng dưới nước, như thành càn tác bà, phải nhận biết như vậy, phải giác ngộ như vậy. Khi nói pháp này, chủ thì sáng liền đạt được các pháp tam muội cự trí quan tràng Bồ Tát, tất cả ngôn ngữ Đà La Ni, vô lượng tam muội Đà La Ni không gì bằng. Chủ tỳ tỳ sản được các tam muội Đà La Ni rồi, liền bạch: Kính bạch Thế Tôn, hôm nay con thấu hiểu các pháp hữu vi. Đức Phật nói: Này chủ lăng già, hôm nay ngươi hiểu các pháp hữu vi như thế nào? Tỳ tỳ sản thưa: Như mộng, như huyễn, như âm gian, như thác trên núi, như trăng dưới nước, như sức gió mạnh thổi hoa hư không, như mây mùa thu ánh như ánh điện chớp, như giọt sương trên ngọn cỏ, như bọt nước, như ngọn đèn, như thành kẻ tắc bà, như cầu vồng, như sóng nắng. Hôm nay con đã hiểu rõ tư tánh của các hữu vi, thể đều như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn từ trên đỉnh đầu phóng ra vô biên ánh sáng và ức triệu trăm ngàn pha lê dây bạc vô số màu xanh, vàng, đỏ, trắng xen nhau chiếu soi đến các cõi Phật, rồi thu tướng ánh sáng lại vào lại trên đỉnh đầu. Bây giờ trưởng lão Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, quỳ gối chắp tay bằng cờ hỏi: Thế Đức ở đời có nguyên nhân, hiện vô biên ánh sáng trong suốt, a ngộ thắng tuệ được Phật ký, mô ni chiếu soi trong ánh sáng. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên: Ông thấy chủ thành lan già tên Tỳ Tỳ Sản đang đứng chắp tay ở trước ta, nhờ cúng dường nhiều, cúng dường cho ta và các thanh văn, các chúng Bồ Tát, do cái lành đó nên phát tâm vô thượng Bồ Đề không? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch: Con thấy, bạch Thế Tôn, con thấy thưa thiền thệ. Đức Phật bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Chủ thành lăng già thì tỳ sản này cúng dường cho ta và ức triệu trăm ngàn đức Phật rồi, vì nhìn căn lành này khi bỏ hóa thân sinh ra trên hoa sen, sống ở thế giới đức Phật hiệu là Liên Lai Ứng Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp giáo hóa bền vững ở thế giới thanh tịnh, đức Phật ấy sống lâu vô lượng. Tỳ tỳ sản sinh ở nước đức Phật ấy, tức đạt được địa vị thứ nhất của Bồ Tát cho đến đạt được địa vị thứ 10 của Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp, sẽ ở thế giới ta bà này thành bậc đạn chánh giác hiệu là Diệu Hùng Mãnh Lôi Âm, Hống Thượng Trang Nghiêm, Kim Quang Oai Thanh, Tịnh Vô Cấu, Quang Minh Tràng Xí, Thắng Bảo Tích Chức Công Đức Trang Nghiêm, Đảnh Kế Trang Nghiêm, Khai Phu Diệu Sinh Chuyển Biên Quang, Tỳ Lô Giá Na Tự Tài Vương, gồm đủ 10 tên Như Lai ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh tốt thiện thệ tới nhân giải vô thượng sĩ điều ngự trường phô tiên nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Thế giới tên là Điện Châu Mang, cõi đó đất bằng thẳng, không có cao thấp gò núi hầm hố sỏi đá đồ nhơ bé, không có người nữ và các cõi ác. Đức ấy trang nghiêm thanh tịnh, chúng Bồ Tát rất đông qua thế giới của Như Lai vô biên quang.
Kiếp tên là Chiếu Ấm, Đức Phật ấy sống lâu vô lượng vô biên. Nay tôn giả Đàm Kiền Liên, về nhân duyên này nên Như Lai ứng chánh đẳng giác, vui vẻ mỉm cười, trên đỉnh đầu hiện ra tự ánh sáng. Khi ấy tỳ sản được Đức Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề, hết sức vui mừng, toàn thân rung động bay lên hư không cao 7 cây đa la. Ở giữa hư không nói kệ tất cả các pháp giả dối hư mộng như mộng, tự tánh tánh không, tình như hư không, ngã là vô ngã, cũng không tự ngã, ngã biết là giả, như luồng sấm chớp. Mới có sinh tử, mạng sống chúng sinh, đầu, giữa và cuối, pháp thể không thiếu, nhưng nghiệp quả khác. Chúng sinh các cõi, nếu tu Bồ Đề, tình trí mới biết, pháp không tự tánh. Lúc ấy thì sẽ nói kệ này rồi từ hư không bước xuống quanh Phật 3 vòng, ngồi một bên, thọ nhận lời Phật dạy. Bấy giờ trời rồng dạ Atula ở trong đại hội chứng ngộ pháp như biển, dạ xoa là xét đề phát tâm Bồ Đề, khẩn na la ma hầu la già đối với pháp của Phật đạt được vô ngại tính, ca lầu la ca thác bà trì minh tiên thông đạt được tam muội đà la ni chứng ngộ pháp bất thoái chuyển. Lúc đó đại địa chấn động, ánh sáng vi diệu chiếu soi tất cả, kể cả trong chỗ tối tâm của thế giới Đức Phật kia, ánh sáng đều chiếu đến, tất cả đường ác và các khổ não đều chấm dứt. Chư thiên giữa hư không, mưa cát hoa trời, đánh trống ca hát xen nhau các thứ y phục vật báu xinh đẹp đặc biệt. Bây giờ chủ là xác thị tài sản có nhìn các thuộc hạ của mình và bảo, các ông đều có thể cùng đến chỗ Phật tôn trọng cúng dường phát tâm cho thượng Bồ Đề. Lúc đó chư lượng trăm ngàn la sát về đến chỗ Phật nghe mình chắp tay bạch, hôm nay chúng con cũng ở trước Phật, xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Phát Tâm Bồ Đề, hướng đến Đại Thừa, thọ trì Đại Thừa, nguyện ở đời vị lai ở cõi ta bà này thành Phật Thế Tôn, diệt trừ tội lỗi không còn như trước, làm lợi ích lớn tất cả chúng sinh. Phật khen, lành thay, hôm nay các ông vì muốn cầu thành Phật cho nên Phát Tâm Bồ Đề, phải tu 4 Pháp, những gì là 4? 1. Nguyện tu hành không thiếu sót. 2. Đối với các chúng sinh luôn khởi tâm từ. 3. Mỗi ngày 3 thời đều chí thành cúng dường cung phụng tam bảo. 4. Tâm không thích cầu quả thanh văn độc giác dị thừa. Các ông chuyên cần tu 4 pháp này, tức không bị mê hoặc bỏ mất tâm Bồ Đề. Bấy giờ vô đồng bà Kiệt La từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải quỳ xuống đất chắp tay cúi xuống bạch: Bà Thế Tôn, chủ thành lăng già tỳ tỳ sản này đời trước tu hành căn lành gì, hôm nay làm việc cúng dường lớn như vậy, cúng dường Như Lai, chúng thanh văn và các Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề là được thọ ký ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn tỏa lui. Đức Phật bảo vua rồng bà Kiệt La: Thời quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp ở thế giới Ta Bà này có Phật tên là Đại Bi Sinh Trí Sĩ Tăng, đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chỉ biến tri, minh hành túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trường phô thiên nhân sơ Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời, thế giới cũng gọi là Ta Bà. Còn nước có trăm thứ ô uế giống như ngày nay, Đức Phật nói dùng pháp tam thừa giáo hóa chúng sinh, có 500 thanh văn tỳ kheo. Lúc đó Đức Phật đang ở trên đỉnh núi Ma La Gia, có vô lượng trời rồng cho đến phi nhân, đại chúng vây quanh thuyết pháp. Chủ thành lăng già tỳ tỳ sản này lúc đó là La Sát trẻ tuổi tên là Tỳ Tỳ Sản, ở trong đại thành lăng già, khỏe mạnh to người, hàm răng xấu xí hung, dung mạo đáng sợ, bụng lớn mặt nhỏ, uống máu ăn thịt. Này Long Vương, lúc đó là xét trẻ tuổi nghe Đức Phật đang ở trên núi Ma La Gia, liền suy nghĩ: Ta không thể chịu được, nay phải đuổi vị Sa Môn và chúng tỳ kheo ấy rời khỏi núi này, đi khỏi địa phận của ta. Vì sao? Vì Sa Môn này còn ở trên đỉnh núi Ma La Gia, khiến cho ta không ở trong biển lớn bắt giết chúng sinh, nên chịu đói khát, liền nói với các chúng La Sát: Các người đều có sức lực mạnh mẽ lớn, nên sửa soạn đầy đủ các thứ như áo giáp, cây gậy, cung tên, chó sóc, già la đô, cá sấu, dao nhọn, kích dài, mâu ngắn, giáo vàng cứng chắc, xe chiến, đạn bắn, búa rìu và vô số dụng cụ chiến đấu, mau đến chỗ ta. Phải đuổi Sa Môn và các đồ chúng kia đi ra khỏi địa phận của ta, cấm tuyệt đối không cho quá nhiều trong khu vực.
Lúc đó vị thiếu niên La Sát Tỳ Tỳ Sản mặc áo giáp, cầm gậy cùng với các La Sát đem các đồ dụng cụ chiến đấu bên đến chỗ Như Lai Đại Bi Sanh Trí Xí Tràng, đứng giữa hư không cùng với các La Sát nói với Đức Phật ấy rằng: Này Sa Môn, hãy đi mau ra khỏi đỉnh núi này, cách xa địa phận của ta, ngươi và đồ chúng chớ bị để bị giết. Bây giờ Như Lai Đại Bi Sanh Trí Xí Tràng hiện ra thần thông lớn, thần lực của Phật làm cho La Sát đều thấy thân mình bị năm thứ trói buộc, 10 góc lưới sắt bao vây ép lại, chạy trốn không được, cũng không có chỗ đứng. Các La Sát chiến đấu rất lo sợ, liền nghĩ: Hôm nay chúng ta lâu sắp trở về, và người nào có thể cứu giúp che chở? Khi ở trong hội của Đức Phật kia có Trì Minh Tiên Vương, tên là Diệu Thâm Định, Đức Tích Oai Quang, cùng thiếu niên La Sát Tỳ Tỳ Sản trước đây là bạn thân, nên Trì Minh Tiên Vương nói với thiếu niên: Đại sư của trời người, phước đức vô biên, giáo pháp đầy đủ viên mãn, là bậc đại bi tối tôn, cứu giúp các chúng sinh cách ma cõi. Đức Bạc Già Phạm biết là bạn bè, có thể cùng bội chúng nhanh đến quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ba quy đầy đủ rồi, phát tâm Bồ Đề, các thứ trói buộc tự nhiên cởi ra. Khi Trì Minh Thiên Vương nói rồi, vì thần lực của Phật nên thiếu niên La Sát cùng với bội chúng chắp tay đồng thanh thưa: Nam mô Nam mô Vô Biên Diệu Đức Trang Nghiêm Thân Tôn Vô Thượng Đại Bi Tam Diệu Tam Phật Đà. Hôm nay chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng con quy y Tam Tôn Tam Quy rồi. Trụ vào Tam Quy phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Khi nói lời này, thiếu niên La Sát cùng các La Sát, cái thứ trói buộc xuống đều mở ra. Từ giữa hư không bước xuống đến chỗ Phật Đại Bi Sanh Trí Xí Tràng Vương. Đi quanh ba vòng, đảnh lễ nơi chân Phật, sám hối Đức Phật, rồi trở về chỗ cũ. Này Long Vương, người chớ có nghi ngờ, chủ Tỳ Tỳ Sản này, tức là vị thiếu niên La Sát lúc xưa tên là Tỳ Tỳ Sản, các thuộc hạ bây giờ, tức là các La Sát của thiếu niên La Sát lúc xưa, bạn thân của thiếu niên tên Diệu Thâm Định Đức Tích Hoài Khoan Trì Minh Tiên Vương, tức là Đại Bồ Tát Hải Thán Trì Thâm Du Ý Trí Thông Trí Thần Thông. Khi nói lời này thì tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động lớn, dao động không vững như thuyền giữa biển. Lúc đó các chúng sinh không còn lo sợ tổn hại, tất cả an vui để tu tập thập thiện. Tam thiên đại thiên thế giới này không còn di lâu tu di và các sông biển thành ấp sấm lên, núi đồi bãi nước chim chóc gò đống núi cao hiểm nguy, núi hắc phong hầm hố vườn gần ao tắm suối hồ, chỗ cao thấp ngập gần cạm bẫy đất đá cát sạn trùng bò bùng phong, các vật ô uế thể đều thanh tịnh. Tam thiên đại thiên thế giới cõi ta bà này, ánh sáng lớn của vàng chim phù đàn chiếu rọi khắp cả, cho đến núi thiết vi và các chỗ tối tăm ánh sáng của vàng chiếu đến đều diệt trừ tối tăm, các hạng ánh sáng mặt trời mặt trăng không hiện ra được, tất cả xuất sinh và ngạ quỷ khổ đau đều chấm dứt, trời người vui vẻ không còn khổ hoạn, đói được ăn đồ thượng hạng, khát được uống nước thơm ngon, rách rưới được y phục, nghèo cùng được vải bó, người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe, người câm có thể nói, người bệnh có thể khỏi, người thiếu căn được toàn vẹn, người tù tội được thả ra. Lúc đó các chúng sinh được an vui khoái lạc, không bị tham sân si phiền não bức bách, không ganh ghét, không keo kiệt, cùng nghĩ đến nhau, giúp đỡ, làm lợi ích cho nhau như cha mẹ anh em ruột thịt, hòa thuận vui vẻ, tai không nghe tiếng tranh cãi, ầm ĩ, lo buồn mệt mỏi thể đều chấm dứt, đất bằng như bàn tay, xinh đẹp như ngọc lưu ly, vô số thứ trang hoàng lộng lẫy rất đẹp đẽ, các ao bằng bảy báu đầy nước tám thánh đạo, các vàng trải dưới đáy nước trong ngầm tinh khiết, các hoa sen xinh đẹp rực rỡ xòe nở như bánh xe lớn trong ao, ở trong ao sinh ra bảy thứ hoa sen báu trời, vô số ánh sáng màu sắc, vô số hương thơm, sờ vào hoa ấy mềm mại như ca già lân đà, chở trong ngàn ức các thứ ưa thích thường chịu khắp nơi xếp thành hàng lối. Trong hoa sen báu ấy hoặc có hơn một giờ tuần, hoặc hai giờ tuần, hoặc ba, bốn, năm cho đến mười giờ tuần, 20, 30, 40, 50 giờ tuần cho đến nhiều trăm giờ tuần, nhiều ngàn giờ tuần, hoa sen báu trời hiện ra ở quả Phật Ta Bà, ao thơm nước mát thuần nhẹ ưa thích hòa với gió thổi nhẹ,
mà các hoa đẹp, hoa mạn đà la, hoa maha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa maha mạn thù sa, hoa nguyệt, hoa đại nguyệt, hoa quang minh, hoa đại quang minh, hoa quảng nghiêm, đầy quanh rơi xuống, trầm thủy, đa già hắc, trầm ngưu đầu, lâm trên chiên đà, các thứ khói bay, ta thơm phức, bay đầy quả vật này, ức này do tha trăm ngàn vạn ức vô lượng ở tăng kỳ. Các số ấy cao rộng hợp thành, thể bảy báu, cây cổ thụ cao lớn, treo vô số trong bảo y phục, lục thuê màu sắc nối nhau, cờ phất đánh bà, chuông lên trang nghiêm, các thứ rất đẹp. Mưa xuống các thứ vàng bạc ma đi, ngọc trân châu, lưu ly, ma yết, pha lê, san hô, mã não, xích châu, anh lạc, ngọc bích, vô số bảy báu được rỡ sáng ngời rơi xuống. Lại mưa vô số lụa theo y phục nhà cao đầy đủ, già thì già, kiều thì ca, lụa đẹp của chư thiên. Lại mưa xuống vàng dưới phù đàn, vô số hoa báu đẹp trang nghiêm, đổ mũ đẹp, hoa ngọc đeo trên cổ, trang sức nửa cổ sau cả cổ trước theo hình bán nguyệt. Tay đeo châu ngọc, tay mang vòng ngọc và tay chân đeo xuyến trang sức như mưa. Ở trên các cây cổ thụ và bốn gốc đều một gió tuần cho đến trăm ngàn gió tuần đã xuống đầy khắp. Giữa các cây cổ thụ đều có ức nay giờ tha trăm ngàn tọa sư tử bảy báu xinh đẹp. Tòa ấy đều cao đến bảy trượng. Trên các tòa ấy có Bồ Tát hiện ngồi tòa ấy, đầy đủ 32 tướng xinh đẹp trang nghiêm, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ. Ở trước các Bồ Tát đều có ức nay giờ tha xe bảy báu. Trên các chiếc xe đều có hàng ngàn thiên tử ngồi, và lên nào thấy âm nhạc trời, âm thanh cho điệu hợp với lời hát xen nhau cùng lời hay ý đẹp, bằng giọng nói trong trẻo rất hay diễn kệ. Vô đẳng đẳng đẳng, vô tánh ngã tánh, các thức đức tánh, thế gian đặc biệt tu tập giới hạnh, đạt pháp thanh tịnh, thắng diệu trang nghiêm, hiện khắp thế gian, chấm dứt địa ngục, các đường khổ ác diệt trừ nhiễm hại, ngu si ganh ghét cho đến thanh tịnh nhân che, có nước rộng lớn, bằng phẳng không gò, không núi ao biển, di lâu tu di, đất như bàn tay, trong như trời xanh, rừng báu đủ màu, ngay hàng thẳng lối cả chúng Bồ Tát đều ngồi tọa báu, ánh sáng rực rỡ che lấp trời trăng, vô số ao báu, đầy nước tám thánh, xe báu như xe, trong ao tươi tốt, cung điện báu trời, trăng ức rực rỡ, chư thiên chúng sinh trở nhạc trời hay, âm điệu ngọt ngào, vui tai thỏa thích, Như Lai thần lực giảng pháp an vui. Các trong các âm thanh ấy diễn ra vô lượng vô số câu pháp vi diệu. Lúc đó các trời người ở đang ở trong hội của Đức Phật, phát tâm hướng theo đại thừa, câu đại thừa, đều thấy vô biên ánh sáng thần thông Như Lai và câu đức trang nghiêm thanh tịnh của Phật như thế. Các trời người thực hành tự tánh văn độc giác, không thấy không biết quả Phật thanh tịnh của đức trang nghiêm. Các chúng Bồ Tát nhìn thấy ánh sáng thần thông trang nghiêm cõi Phật của Như Lai, liền đạt được vô lượng tam muội đà la ni, vô ngại giải thoát. Các đại thanh văn không hay biết không biết điều nhập diệt định. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện điều sắc thân không ai sánh bằng, bậc chánh đẳng ngồi kiết già trên tòa sư tử cao rộng trăm ức do tuần, được phổ bằng y báu của chư thiên. Thì ở trước Phật có bảy hoa sen báu cao rộng bằng 84 do tuần, lại có dấu lượng ức là do tha trăm ngàn hoa sen trang nghiêm, xòe nở mềm mại, ánh sáng hiện rõ. Cây đó có dấu lượng như số cờ hiệu phướng lộng báu trang hoàng rất đẹp, lại có vô lượng chuỗi ngọc, các chuông báu ở giữa hư không rủ xuống, đại thần thông và vô lượng vô số công đức trang nghiêm như vậy, không thể nói hết, không thể nói bày, thật chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, các phép rất ít có thể hiện quả Phật này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chứng Khứ Đại Thừa Quyển Thượng, nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nền bốn ăn nặng dưới quốc khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, thứ một bảo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thí Dạo Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.